Thưa quý vị, biểu hiện của dịch tả lợn châu Phi có biểu hiện khá giống với dịch tả lợn, thậm chí là lợn chết ngay khi chưa kịp biểu hiện dấu hiệu lâm sàng. Và phương pháp phát hiện chính hiện nay là làm xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm với hai phương pháp là PCR và ELISA. Các địa phương nghi có bệnh lấy mẫu gửi về cho các phòng thú y của vùng. Vậy Cục Thú y đã chuẩn bị như thế nào cho các phòng xét nghiệm này trong trường hợp có dịch tả lợn châu Phi? Và chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện với ông Bùi Huy Hoàng về vấn đề này. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông thì hiện nay thì ở trung tâm chúng ta thì đã có được các bộ mẫu để có thể mà xét nghiệm cái dịch tả lợn châu Phi chưa? Và những cái bộ mẫu này thì được lấy từ đâu? Để phục vụ công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thì hiện tại chi cục thú y vùng 6 chúng tôi đang áp dụng kỹ thuật real-time PCR để xét nghiệm các mẫu. Và cái quy trình này thì được đơn vị chúng tôi xây dựng từ năm 2013. Và cái quy trình này thì do Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc FAO tại khu vực Đông Châu Á, Thái Bình Dương đã phối hợp cùng với Cục Thú y Việt Nam và Phòng Thí nghiệm Thú y Quốc gia của Úc để tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao cho đơn vị. Đối với quy trình xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi do đơn vị đang thực hiện thì chúng tôi đã được công nhận là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025, tiêu chuẩn về quản lý phòng thí nghiệm, và đồng thời cũng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định là phép thử của ngành nông nghiệp. Từ năm 2013 tới nay thì chi cục thú y vùng 6 chúng tôi đã được Phòng Thí nghiệm Thú y Quốc gia Úc hỗ trợ bộ mẫu chuẩn để thực hiện các xét nghiệm. Và gần đây nhất trong tháng 9 này thì phòng chúng tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về bộ mẫu chuẩn từ Phòng Thí nghiệm Quốc gia Úc. Và tính đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi có đủ lượng mẫu chuẩn để thực hiện khoảng 10.000 mẫu xét nghiệm. Cái việc mà xét nghiệm cái mẫu mà nghi là chứa virus dịch tả lợn châu Phi này thì sẽ mất bao nhiêu lâu và có kết quả thưa ông? Với năng lực máy móc và trang thiết bị cũng như là nhân sự hiện nay được cung cấp thì chúng tôi có khả năng theo lý thuyết thì trong vòng 3 đến 5 giờ thì chúng tôi có thể là trả lời kết quả mẫu nhận mẫu xét nghiệm. Nhưng do cùng một lúc thì đơn vị có thể là nhận được rất nhiều mẫu từ các khách hàng cũng như nhiều loại mẫu, nhiều yêu cầu khác nhau. Do đó thì chúng tôi có thể trả lời rằng trong vòng 24 giờ thì chúng tôi có thể trả lời kết quả xét nghiệm kể từ lúc nhận mẫu. Và trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi khẩn cấp thì chúng tôi có thể bố trí cán bộ kỹ thuật để nhận mẫu và xét nghiệm kể cả là ngày thứ Bảy, Chủ nhật cũng như các ngày lễ, Tết. Hiện nay thì các phòng thí nghiệm của Việt Nam thì có đáp ứng được các tiêu chuẩn tương đương so với những các phòng thí nghiệm trên thế giới hay không về cái việc mà xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi? Trong hoạt động phòng chống dịch bệnh động vật dịch tả lợn châu Phi thì hiện nay chi cục thú y vùng 6 đã được đầu tư các trang thiết bị hiện đại để phục vụ các hoạt động xét nghiệm, ví dụ như là hệ thống xử lý mẫu tự động rồi hoặc là hệ thống chiết tách mẫu tự động. Những cái hệ thống này thì có thể xử lý cùng một lúc đồng thời được rất nhiều mẫu. Ví dụ như hệ thống chiết tách mẫu tự động thì chúng tôi có thể xử lý được tới 96 mẫu cho một lần chạy máy. Rồi hoặc là chúng tôi cũng được đầu tư về hệ thống máy real-time PCR để phục vụ xét nghiệm. Và tất cả các máy móc trang thiết bị này thì hàng năm thì chúng tôi đều thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn và bảo trì để đảm bảo cho các độ tin cậy khi mà chạy máy. Thì từ năm 2013 đến nay thì khi xây dựng xong cái quy trình xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi thì chúng tôi đều tham gia so sánh liên phòng trong chương trình thử nghiệm thành thạo phòng thí nghiệm khu vực Đông Nam Á cho các bệnh động vật do Phòng Thí nghiệm Thú y Quốc gia Úc tổ chức, và kết quả từ năm 2013 đến nay đều đạt yêu cầu đề ra. Hiện nay thì chúng ta có những cái khó khăn gì trong cái việc mà xét nghiệm cái dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam không thưa? Trong công tác chẩn đoán xét nghiệm các mẫu nghi là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì đối với phần kỹ thuật thì chúng tôi không có khó khăn gì. Tuy nhiên trong khi áp dụng bằng phương pháp kỹ thuật real-time PCR thì có cái khó khăn nhất của chúng tôi đang gặp phải, đó là việc có được bộ mẫu chuẩn để thực hiện xét nghiệm. Lý do là các bộ mẫu này hiện nay chúng ta không tự sản xuất được mà phải hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của nước ngoài. Một lần nữa xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ.
Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus cái hại ạ. Bác đã làm theo phác đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.